Con người ai không ham tài vật, bởi có tài vật mới duy trì được cơm no áo ấm, sung túc đủ đầy. Nhưng có người làm ăn thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng có người rối tinh rối mù, ấy là vì sao? Cùng điểm danh 7 nét tướng mạo phát tài, đảm bảo cuộc đời không lo lắng về tài chính. 1. Huyệt thái dương đầy đặn chủ thông minh. Người thông minh, có trí tuệ thì không dễ bị lừa, có thể tính toán tốt mà kiếm ra tiền, phát tài nhờ năng lực. Huyệt thái dương ở phía trước tai, hai bên trán, từ khóe mắt kéo dài lên trên, là vị trí cách não gần nhất, mà não lại là trung khu khống chế các hoạt động của con người. Huyệt thái dương lõm hẹp thì đại diện cho suy nghĩ không rõ ràng, hỗn loạn, không đưa ra được phán đoán tốt nhất trong tình huống cần thiết. Ngược lại, huyệt thái dương đầy đặn là nét tướng mạo phát tài, thể hiện người linh hoạt, nhanh nhạy, giỏi phân biệt đúng sai, xem xét thời cơ chuẩn xác nên thu hoạch. 2. Trán cao, rộng, bằng phẳng chủ ngay thẳng đường hoàng. Có câu phi thương bất phú, mà cũng lại có quan điểm rằng không gian không thương, tức là không buôn bán thì không giàu có, mà đã buôn bán thì phải gian dối. Điều này không hoàn toàn chính xác, bởi những người có trán cao rộng, bằng phẳng không kiếm tiền bất nghĩa nhưng vẫn sung túc đủ đầy. Xem tướng mạo người có tiền thì sở hữu trán cao sẽ có tâm hồn phong phú, tính cách rộng mở, phóng khoáng và đặc biệt ngay thẳng, quang minh chính đại. Người này không dùng thủ đoạn để kiếm tiền, không đi đường tắt đường vòng, không chi li tính toán chặt chẽ, dùng sự hào phóng của mình để đạt đại sự. 3. Đôi mắt ánh cười, có sức hút quý nhân. Cười mang tới vẻ hữu hảo, hòa hợp, sức hút của sự thân thiện. Người sở hữu đôi mắt biết cười dễ dàng được người khác tín nhiệm, gây được ấn tượng tốt. Bất kể là hợp tác hay làm việc đều được cấp trên cấp dưới, cộng sự, đồng nghiệp ra sức trợ giúp. Đoàn kết thành sức mạnh, có quý nhân giúp đỡ, biết kết nối với mọi người thì hiệu suất chắc chắn sẽ được nâng cao, kiếm tiền phát tài không phải chuyện khó. 4. Mũi đầy đặn, cao và thẳng chủ tài vận hanh thông. Trong nhân tướng học, mũi có vai trò quan trọng không thua kém các nét khác, thậm chí tướng mũi còn có thể cứu vãn nếu tướng mặt không được đẹp. Những người nổi tiếng, công thành danh toại đều sở hữu chiếc mũi đẹp, đặc biệt là nam giới. Mũi của đàn ông đại diện cho sự nghiệp, từ đó nhìn thấy tài lộc. Người có mũi đầy đặn, tròn trịa, cao thẳng không gồ ghề thì tụ tài, thích hợp đầu tư, có đầu óc kinh doanh, năng lực cao, cả đời không lo tiền tiêu, tài vận suôn sẻ hanh thông. 5. Hai tay khít vào đầu, có tầm nhìn xa. Tướng mạo phú quý ghi nhận người sở hữu hai tay khít vào phần đầu, không vảnh ra ngoài là người có mệnh tốt, chủ thông minh và có tầm nhìn chiến lược. Người này không vội vàng, biết chờ đợi thời cơ chuẩn xác, kiên trì nhẫn nại thu hoạch lớn, tính toán kỹ càng chỉn chu, khi bắt tay vào việc tuyệt đối không bị lỗ. 6. Cằm tròn trịa là người ôn hòa, nhã nhặn. Xét tướng mạo phát tài thì cằm tròn đầy là nét tướng tốt, làm người ôn hòa nhã nhặn, mà hòa khí sinh tài, giỏi giao lưu làm quen với mọi người, gây được thiện cảm nên hiệu quả công việc cao, không sợ đắc tội bị người khác gây khó dễ. Người này thận trọng mà vui vẻ, phóng khoáng, không dễ xúc động, giỏi kết bạn, chiêu dụ quý nhân không tồi, trợ giúp làm ăn càng ngày càng phát. 7. Miệng rộng, biết cách dùng người. Miệng rộng thu nạp tứ phương, nhân duyên tốt đẹp, mà trong công việc, làm ăn thì cần nhất là nhân duyên, có duyên ắt có tài. Ra ngoài gặp gỡ mọi người mà không được yêu thích, không được hậu thuẫn ủng hộ thì rất khó phát triển, ngược lại được yêu quý thì dù đi đâu cũng không lo đói kém. Người miệng lớn, rộng rãi còn có khiếu về nghệ thuật, biết ăn nói, diễn thuyết, hùng biện, ca hát, diễn trò vui, nên đường phát tài rất gần, có thể dùng tài năng và nhân duyên mà lo một đời no đủ sung túc.